chiều mùng 2 tháng 9, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ động thổ dự án khu phức hợp thông minh Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm thuộc khu chức năng số 2 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong. Phát biểu tại buổi lễ, ông Shin Yong-bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte Hàn Quốc và là nhà đầu tư, cho biết dự án có quy mô xây dựng lớn, 5 tầng hầm, 60 tầng nổi, bao gồm khách sạn, khu dân cư, khu thương mại áp dụng công nghệ thông minh hiện đại. Năm nay là kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc. Dự án sẽ đánh dấu điểm khởi đầu cho các hoạt động mở rộng đầu tư sắp tới của tập đoàn Lotte tại Việt Nam, ông Shin Yong-bin nói. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, hôm nay, với sự hỗ trợ của Trung ương, nỗ lực của các sở ngành, đơn vị liên quan của thành phố Hồ Chí Minh và sự quyết tâm của nhà đầu tư, chúng ta vui mừng có mặt tại đây để tiến hành lễ động thổ công trình. Buổi lễ càng thêm phần ý nghĩa khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam và kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam, Hàn Quốc. Theo ông Phan Văn Mãi, dự án khu phức hợp thông minh tại khu chức năng số 2A được phê duyệt là một trong những dự án đầu tư trọng điểm của khu đô thị mới Thủ Thiêm có quy mô lớn với tổng vốn đầu tư khoảng 20.100 tỷ đồng. Dự án được đầu tư xây dựng trên khu đất có tổng diện tích khoảng 74.513 m2, trong đó diện tích phát triển dự án khoảng gần 50.000 m2 với công năng là khu trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức năng. Dự án triển khai sớm sẽ góp phần hình thành, phát triển trung tâm tài chính ngân hàng, thương mại và dịch vụ tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Với ý nghĩa quan trọng của dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tập đoàn Lotte và công ty trách nhiệm hữu hạn Lotte Property HCMC thực hiện đúng các nội dung đã cam kết với thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai dự án, đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án và tập trung nguồn lực cao nhất để hoàn thành dự án một cách tốt nhất, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tiến độ theo chất lượng, tính thẩm mỹ của công trình và theo đúng quy hoạch được duyệt. Ông Phan Văn Mãi đề nghị lãnh đạo các sở, ban ngành, ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan theo đúng quy định để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án, đáp ứng sự mong đợi của lãnh đạo thành phố và tạo lòng tin của nhà đầu tư.